Dạ rồi, con xin phép chào cô. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Nguyễn Thị Quỳnh Hương. Cô Hương. Cô Hương là nhà ở đâu cô? Tránh Phú Hòa. Bến Cát đúng không ạ? Bến Cát. Dạ, Bình Dương. Bình Dương. Hôm nay cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đấy cô? Giúp để kiếm bé về. Là tìm con đúng không ạ? Con của cô họ tên đầy đủ là gì? Ngô Thị Huỳnh Trang. Ngô Thị Huỳnh Trang. Sinh năm 2007. 2007. Bé bỏ đi ngày nào cô? Ngày 22. Tháng mấy? Tháng 5. Trời đất ơi, 22 tháng 5. Vậy là hôm nay là ngày 13 tháng 6 rồi. 13. Bỏ đi được 21 ngày rồi. Dạ, đúng rồi. Khi đi là đi tại tại địa phương hay sao cô? Hay là đi ở đâu? Ở nhà nó lái xe nó đi. Con nhà mình còn đi học không ạ? Còn. Bé đang học lớp mấy đây? Lớp 11. Trời đất ơi, lớp 11. 2007 là 17 tuổi. 17. Vậy là ngày đi là bé mang theo xe. Xe. Xe là xe máy hay là xe đạp hay là xe gì ạ? Xe Vision. Vision biển số bao nhiêu cô nhớ không? Lấy cái trong điện thoại bữa nhiều lắm rồi. Rồi tí nữa cô cập nhật sao cho con cũng được. Trước cái thời điểm con gái nhà mình bỏ đi á, gia đình cô cũng như là gia đình có ai la dày gì bé không? Không có la dày gì mà nó xin cô đi làm mà cô không có cho. Trời rồi ở đâu. Nhà là gom quần áo chở đi hết, lấy chiếc xe đó đi luôn. Vậy lần này con nhà mình đi là mang theo quần áo, có dạ. Tiền bạc gì không cô? Tiền thì không có cho nó tiền. Cô là được mấy người con? 4 đứa. Bé này là con thứ mấy đây? Đứa thứ 4. Là chưa phải út à? Bị út đó. À út ha. Thứ 3, thứ 4. Dạ. Con nhà mình là tính tình như thế nào đây cô? Tính tình nó đầm, đầm nết lắm. Có ngoan không? Ngoan. Có nghe lời ba mẹ không? Thì có hồi thì mình nói thì nó nói cãi thì mình nói nó thì nó làm thinh thôi. Chứ nó không có nói gì. Là nhà mình là chung sống với nhau là nhiều người không cô? Sống thì có bé với cô, với chồng, với anh thứ... Vậy là tất cả mọi người trong gia đình đều không ai la dày gì bé hết. Hả? Và cái thời gian gần đây, gần cái ngày bỏ đi là bé có tâm sự với cô, là tâm sự với mẹ là bé muốn đi làm. Đó, con muốn đi làm mà cô không có cho nó đi. Cái tình trạng học lực của bé như thế nào ạ? Học lực tốt. Tốt đúng không ạ? Tốt. Năm vừa rồi có được giấy khen không cô? Không có giấy khen mà năm nào cũng lên hết. À, mỗi năm mỗi lên. Bé thường thường ngoài giờ học ra là có hay bấm điện thoại không? Có, chơi điện thoại. Có chơi suốt luôn. Có bao giờ cô thấy hoặc bắt gặp được con nhà mình nhắn tin hoặc gọi điện với ai đó trên mạng xã hội? Cô biết nhắn tin với ai không? Không biết thì hỏi nó nói bạn bè thôi, chứ không biết nhắn với ai. Có nhắn tin có hồi 1 giờ chưa ngủ á. 1 giờ khuya á. 1 giờ khuya chưa ngủ thì cô mới kêu sao không ngủ đi. Thì mình ngủ thì chút xíu nó giọt lên nó ngủ. Cái tính tình cái gần đây á, gần ngày bỏ đi á, có cô có thấy bất thường không? Thấy cái nhắn tin 1 giờ khuya khoảng 2-3 ngày vậy đó. Rồi xong bữa mà đi họp phụ huynh để mà biết lên lớp 11 á, là nó đi với cô. Nó đi với cô xong rồi, nên là nó biết kết quả lên lớp rồi. Rồi bắt đầu về, cái là bữa ngày đó là ngày chủ nhật, cô mới đi, thứ hai cô đi làm. Dạ. Thì nó ở nhà nó trốn nó đi, chiều về không thấy nó gì hết trơn à. Cái sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng. Có báo công an. Báo chưa? Tránh Phú Hòa có. Báo rồi đúng không ạ? Có. Và trong quá trình 21 ngày trời qua là mình chưa có một cái tin tức gì về con. Chưa nghe gì hết. Mình có gọi điện được cho con không? Không gọi được mà. Có hồi mình gọi thì nó tắt là nó nhắn tin. Đó, có nhắn tin. Có chặn liên lạc gia đình nhà mình không? Chặn không chặn. Mà để máy đeo vậy thôi. Hỏi nó sao là nó nhắn tin, nó nói máy nó hư phần mềm. Tức là bé có phản hồi, có hồi âm, có nhắn tin về đúng không ạ? Có nhắn tin. Lâu chưa cô? À, mấy ngày thì nhắn một buổi sáng từ 10 trưa chiều á là 17 giờ đến 18 giờ. Cái hiện tại 18 đến 20 giờ. Hiện tại những cái ngày gần đây là hôm qua hôm kia có nhắn không? Đó, ngày hôm qua sáng á, tự nhiên sáng sớm á thì nhắn 17 giờ nhắn đâu mẹ ơi con đi đám giỗ ông cố nó. Cái cô mới là nói mẹ đang kiểm công nhân. Cái nó nói dạ rồi xong luôn. Ngày hôm qua giờ điện không nghe máy luôn, nhắn của không. Những kiểu cách mà con mình nhắn tin có đúng là con mình không hay là người khác hay là kiểu tin nhắn khác theo như cô? Nếu mà có mấy tin nhắn trước á thì
nó nhắn mà mấy tin nhắn sau á thì lại thấy nó lạ lạ. Thấy nó không có sao nhắn... cô không nhắn tin bảo con ở đâu, con đi về hoặc là ở đâu mẹ tới trước về. Có nhắn tin con ở đâu, con làm gì, chỗ nào, nói cho mẹ biết. Thì bé này nói là nó có đi làm, vậy vậy thôi chứ nó không chỉ chỗ. Hỏi sao điện thoại không điện được, nó nói là máy hư. Cứ nói vậy hoài luôn. Cô là thường thường là hay tâm sự với con hay là ba? Có cô nói chuyện không ạ. Vậy là con có chia sẻ là muốn đi làm. Gia đình nhà mình thì kinh tế như thế nào cô? Nhà thì cô thì đi làm bảo vệ. Dạ. Thì bé đi học. Ba nó thì làm gì không có biết. Là mình có nhà có cửa ở đây chưa? Có. Nhà mình là nhà Chánh Phú Hòa lâu rồi. Mình là dân địa phương ở đây mà đúng không? Đúng rồi. Vậy là cái điều kiện mà nuôi con ăn học cũng như là cho con sinh hoạt thì dư sức. Được, nuôi nó được. Nhưng mà có thể tới giờ phút này là con nhà mình tuổi đời mới 17 tuổi. À, 17 tuổi. Có thể là chơi mạng xã hội rất nhiều, bị ảnh hưởng, bị tác động. Đặc biệt là có thể là những người bạn hoặc những người lớn tuổi hơn tác động vào, dẫn tới cái tình trạng mà con muốn đi làm cũng như là quyết định bỏ nhà và đang bỏ một cái tương lai rất là tốt đẹp để mà đi ra bên ngoài. Nó có nói vậy nè, hỏi đi với ai, nó nói là đi với bạn con, với bạn con, với chị của bạn con. Làm đi thì hỏi ở đâu, nó nói là ở nhà chị của bạn con. Ở đó là cô cũng như gia đình là trong quá trình 21 ngày trời đã đi tìm kiếm con nơi nào rồi cô? Cô chỉ đi lên Bầu Bàng, cô báo công an Bầu Bàng, thì cô công an Bầu Bàng nói là về Chánh Phú Hòa báo. Dạ. Tại vì địa phương ở đó. Dạ. Nhưng mà mình nghe được cái thông tin gì ở trên đó hả? Tại vì nó học Bầu Bàng á. À. Là học trển thì mình báo trển, thì mấy công an nói là về Chánh Phú Hòa. Dạ. Nhân Chánh Phú Hòa. Cô có đi tìm ngoài đường không? Chưa có đi kiếm nữa, đang tính là đi báo công an với đi làm, mất đi làm hoài. Mình có đi xem thầy không? Có. Đó, con biết liền mà, đi xem thầy bói nữa rồi hả? Có. Con không hiểu tại sao mà rất nhiều các bậc làm cha làm mẹ khi mà con đi lạc về đây đều chia sẻ là đi xem thầy bói. Dạ. Hầu như là đa số là vậy. Nhưng mà mình đi xem là có mất tiền không? Ừ, có. Thầy có phán xét gì không? Thầy không lấy mà tại vì đặt tổ đó là 300. Thầy có nói là chừng nào về không? Hoặc là nói gì nói không? Nói là hai bữa về. Mà nghe hàng đi làm riết, nghe hàng con trai thứ tư á, nó nói là bữa lên thầy về á, là bữa sau nó về. Mà có một người chở nó là vô nhà ở khoảng từ sáng tới 4 giờ mấy mình gần về là nó lo nó ở trong nhà nó ra nó đi. Thì hằng con trai là hằng tí á, nó mới nói mẹ ơi, nó điện nó nói mẹ ơi, bé về nó có điện mẹ không? Nói không, thôi con dí đi, con dí con bắt nó lại. À. Dí bắt nó lại. Thì anh này chạy shipper, tới chạy shipper có cái vỏ bự quá, mới chạy là mượn xe anh nó thì cũng lâu quá, thấy lấy cái vỏ xe chạy luôn, dí ra chợ. Vậy là cái ngày con mình đi là cũng có về nữa hả? Ừ, thì tí hằng anh nó có thấy. Thấy là mình thấy qua camera ở nhà hay như thế nào? Không, anh nó vừa đi làm shipper chiều về đó là vừa bực vô nhà là ở trong nhà đó là vừa chạy ra. À. Đó, có thấy vậy đó. Ngày đó là ngày bao nhiêu cô? Không biết giờ không nhớ mấy ngày. Lâu chưa ạ? Cách đây lâu chưa? Lâu chưa bởi. Cũng hơi lâu rồi cũng. Thì nó đi đâu mấy ngày? 4 ngày, 5 ngày và chị mới đi coi thầy. À. Rồi xong là xong. Vậy là thầy nói 2 ngày về. Là 2 ngày là bé về. Thì bữa đó nó có về luôn. Ôi trời đất ơi, ông thầy nào mà linh thiêng dữ ạ? Về luôn là mình đi làm mình đâu có biết. Chị có mấy quán đó đó, chị mới nói nếu mà bé nó có về thì điện cho chị về sớm, mà bữa đó nhỏ nó không có điện luôn. Con nhà mình về hôm đó thì mình kiểm tra gia đình chưa, kiểm tra nhà cửa cho có mất gì không, có lấy theo giấy tờ hoặc cái gì đi không? Chị không có kiểm, không có thấy gì, mà thấy quần áo của nó thì nó gom đi rồi. Tức là lần hai? Không, thì bữa đó luôn, bữa mà lấy xe chị nó đi luôn, bữa đó tới giờ đó, lần hai thì chị không thấy lấy đồ. Lần hai thì chị không thấy lấy cái gì hết á. Tới giờ phút này bản thân cô là một người mẹ, cô đang sợ nhất con mình sẽ gặp điều gì đây? Cô sợ là người ta dụ dỗ á, bà chị lớn đó đó, dụ dỗ nó bán qua bên kia. Không những bán qua bên kia mà còn sợ, rất sợ rằng là con nhà mình tuổi đời mới 17 tuổi, đặc biệt rằng bé năm nay là cao mét mấy đây? Ừ, mét 7 á, cao mét. Ui, cao dữ hả? Cao mét 7 á, nó cao nặng, nặng nhiều ký ạ. Hôm đó thì nó mập á, thì nó 100kg mà nó giảm riết á, là nay nó còn có 65kg. Ôi trời đất ơi, vậy là như người mẫu rồi. Ừ, đẹp lắm, cao ráo đẹp lắm. Cao ráo, đẹp gái như người mẫu. Tóc dài.
Đó, chính vì những cái điểm đó mà rất sợ rằng những đối tượng xấu có thể lợi dụng con nhà mình bắt ép làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật đó cô. Đó. Trên cái video này cô là một người mẹ. Dạ. Cô hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất với con gái của mình. Hy vọng con gái mình xem được video này đang ở đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Và đặc biệt tiếp tục cái hành trang tương lai để đi học, bước vào năm học lớp 11 sắp tới. 12, lên lớp 12. Dạ, cô nói đi cô. Nói sao? Thì cô nói những cái điều tình cảm, cô tâm sự với con cô đi. Nói bé ơi, con đi về. Con đi học. Mẹ nhớ con lắm. Con về đi để học bài để lên lớp 12. Con không thương mẹ. Về đi rồi sẵn đồ học hành rồi chứ. Mẹ nhớ con. Hy vọng rằng con gái xem được video này thấy mẹ của con lặn lội từ Bến Cát Bình Dương để về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải đi tìm con, thì chú hy vọng rằng bản thân con đang ở đâu đó. Có thể trong cái thời gian qua con chơi mạng xã hội hoặc là con bị tác động bên ngoài, con buồn chuyện gì đó, gia đình hoặc là bạn bè, nên con quyết định con bỏ nhà đi, thì chú mong rằng là 21 ngày đủ để con trải nghiệm rồi. Thì chú khuyên thật lòng con gái là con gái nên đang ở đâu đó nên sớm quay trở về đoàn tụ với mẹ, và đặc biệt tiếp tục đi học chuẩn bị cho năm học lớp 12 sắp tới. Còn bản thân con, như chú được biết, như mẹ con chia sẻ thì con rất là cao, xinh gái, như người trưởng thành mà con đi ra bên ngoài, đặc biệt con chưa va chạm, chưa va vấp, chưa biết gì về bên ngoài, thì con rất dễ bị những người xấu, người xấu người ta lợi dụng, người ta cám dỗ, thậm chí người ta bắt ép con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Nên chú hy vọng rằng con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về để mà đoàn tụ với gia đình. Cả nhà, ba mẹ, anh chị đều lo lắng bỏ hết công ăn việc làm đi tìm, chạy đôn chạy đáo. Từ ngày đó đến giờ thì mong rằng con gái mình lớn rồi, mình suy nghĩ lại để mình quay về. Còn tới giờ phút này mà bản thân con mà bị người ta lừa đảo, có thể là bị những cô chú, anh chị hoặc là những cái người thanh niên khác mà không cho con về, thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số của đường dây nóng của các chú các bác công an trước là 113. Sau đó con gọi về cho các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải theo số điện thoại 0913785858. Các chú sẽ có cách, có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Còn đối tượng nào mà đang giữ bé thì hãy nhanh chóng thả cho bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và tiếp tục con đường học tập. Bởi vì bé mới 17 tuổi, còn nếu cố tình ngoan cố mà gây ra một cái hậu quả gì với bé thì chắc chắn rằng cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Cô còn điều nào chia sẻ không cô? Thì bây giờ này cô mong bé về để bé đi học. Mình còn bỏ qua hết cho bé hả? Có thể là cái qua hết cho bé. Bé suy nghĩ chưa được chín chắn. Dạ, nó còn nhỏ lắm. Nó mới 17 tuổi thôi mà hồi nào giờ không có đi bao giờ như vậy. Mà nay nó đi như vậy là mong bé nó về để nó học hết lớp 12. Tất cả các bậc làm cha làm mẹ ai đều mong muốn cho con mình. Dạ. Được sinh ra và lớn lên, được học hành đàng hoàng tử tế và sau này có một cái tương lai tốt đẹp. Đôi khi cha mẹ có thể nói những cái lời hơi khó nghe với con, nhưng với cái mục đích chính là muốn con nên người, muốn con được tốt đẹp hơn. Nhưng rất tiếc rằng lứa tuổi của các con lại không thể hiểu hết được cái tình cảm của người cha người mẹ dành cho con, đúng không ạ? Cái trường hợp gia đình nhà mình thì cũng tương tự các cô ha. Thì hôm nay thì cô về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Dạ. Cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình về không? Dạ, muốn để tìm. Cô đồng ý dạ. Đúng không ạ? Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm, cũng như là đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và tiếp tục con đường là cấp sách tới trường. Em rất mong muốn rằng video này được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sẽ tìm kiếm được thông tin chính thức bé ở đâu để giúp bé sớm quay trở về nhà một cách an toàn nhất. Cuối video này con không biết nói gì hơn để chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và cái điều đặc biệt là con gái sẽ quay trở về một ngày gần nhất cô nhá. Con mong rằng bé về thì gia đình nhà mình hãy bớt chút một cái thời gian. Con biết rằng là cái công việc có thể là bận rộn, ít có thời gian để mình tâm sự cũng như là chuyện trò với con, nhưng mà con mong rằng là tất cả mọi người đi làm mục đích chính là đều là phục vụ gia đình. Cô đúng không ạ? Dạ. Cô không có nghỉ ngày nào hết. Thì con mong rằng cô có thể bớt chút một cái thời gian nào đó để tâm sự cho con hiểu, để mà quan sát cũng như là chia sẻ cho con những cái điều hay lẽ phải cô nhá. Rồi con xin phép chào cô. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.